Ồ, hai cô gái kia thật xinh đẹp, nhưng đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hãy cùng theo chân Wow Fairy Tale trong câu chuyện hôm nay nhé. Ở một ngôi làng nọ, có một cô gái mồ côi tên là Abilene. Mặc dù vẻ ngoài của nàng xấu xí, nhưng nàng lại là một người vô cùng tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Nàng có một mối tình đẹp với một chàng trai tên Demin, người cùng lớn lên với nàng trong cô nhi viện. Vì muốn lo cho Abilene có cuộc sống tốt hơn, nên Demin quyết định đi làm ăn xa một thời gian. Abilene sau đó cũng xin vào làm người hầu cho một vị tiểu thư giàu nhất vùng tên là Elfleda. Elfleda cũng là người con gái xinh đẹp khiến rất nhiều đàn ông phải mê đắm. Thế nhưng lại chẳng có một ai biết về thân thế hay xuất thân của nàng ta. Một ngày nọ trong làng, bỗng xuất hiện một ông lão bị mắc bệnh lạ, đến ngôi làng để cầu xin sự giúp đỡ. Sợ bị lây bệnh nên chẳng một ai dám đến gần, chỉ có nàng Abilene tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ ông lão. Abilene, nếu cô dám lại gần ông ta thì tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức. Tuy Abilene đã hết lòng chăm sóc, nhưng loại bệnh dịch ấy không có thuốc chữa, nên ông lão đã qua đời sau đó vài ngày. Vì tiếp xúc với ông lão nên Abilene cũng đã bị nhiễm bệnh. Sợ bị lây bệnh nên mọi người đuổi nàng ra khỏi làng, mặc cho trước đây nàng đã từng giúp đỡ họ rất nhiều. Không muốn ảnh hưởng tới người khác, nàng cũng rời đi mà không một lời oán trách. Nàng đi đến một khu đền bỏ hoang để trú tạm. Nhìn thấy đền thờ hoang tàn, nàng liền xắn tay áo lên, dọn dẹp mọi thứ. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm. Xin phép người, hãy cho con tá túc tạm ở đây mấy ngày để đợi thần chết đến đón đi ạ. Vì quá mệt nên nàng ngủ thiếp đi ngay sau đó. Sáng hôm sau, kỳ lạ thay, nàng tỉnh dậy, căn bệnh đã hoàn toàn biến mất. Không những thế, nàng lại trở nên vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng khi quay trở về, dân làng lại cho rằng Abilene là phù thủy mà xa lánh nàng. Duy nhất chỉ có Elfleda là đứng ra để bảo vệ nàng. Dưới sự bảo vệ của Elfleda, chẳng một cư dân nào dám bàn tán về Abilene nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày hẹn ước quay về của chàng Demin. Thế nhưng đau lòng thay, chàng Demin đã chẳng quay về như lời hứa. Cô đừng đợi vua ít nữa, có khi hắn ta đã gặp một cô gái khác và quên cô rồi. Không đâu, chàng ấy đã hứa quay về và kết hôn với ta rồi. Lời hứa gió bay, tội nghiệp cô gái ngốc nghếch. Có lẽ là chàng bận việc gì đó nên vẫn chưa về được. Chàng sẽ không quên ta, ta tin là như vậy. Một hôm nọ, bỗng nhiên Elfleda muốn đến ngôi đền thờ mà trước kia Abilene đã ở để cầu xin vị thần ấy chúc phúc. Abilene chuẩn bị chu đáo mọi thứ theo lời căn dặn của Elfleda. Bất ngờ, Elfleda đánh gục Abilene. Khi tỉnh dậy, Abilene đã nhìn thấy mình bị trói chặt. Tiểu thư Elfleda, nàng muốn làm gì vậy? Người dám phá hỏng công sức 300 năm nay của ta. Ta vẫn đang chưa hiểu cô chủ muốn nói điều gì. Ta đã mất rất nhiều công sức để bẫy được một vị thần. Sau đó phong ấn của ta lại ở đây, và bác ả phải ban cho ta sức mạnh tuổi trẻ và sắc đẹp. Vì ngươi nên ả ta mới thoát ra được. Ả còn hào phóng cho ngươi một ít sức mạnh để khiến ngươi trở nên xinh đẹp. Nhưng không sao, vừa hay ngươi lại có một tấm lòng lương thiện, rất tính hợp để trở thành một vị thần. Hôm nay ta sẽ giúp ngươi trở thành một vị thần. Xin hãy tha cho ta không muốn trở thành thần. Ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường bên cạnh người ta yêu thương thôi. Mặc kệ lời cầu xin của Abilene, Elfleda vẫn cứ tiếp tục thực hiện nghi lễ hóa thần cho Abilene. Tại sao?
Tại sao bản thân mình lại chịu đựng những điều này? Ta vẫn luôn tốt với mọi người, nhưng chẳng một ai thương ta thật lòng. Ngay cả người ta thương yêu nhất cũng rời bỏ ta. Không, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không thể nào, người không thể quá thành ác quỷ được. Hóa ra vì những sự đau khổ từ trong sâu thẳm con tim của Abilin đã hóa thành thù hận, vì thế nó đã hắc hóa nàng. Abilin điên cuồng tấn công Elfleda, không thể chống trả, bù ta bị Abilin dần dần rút cạn sức mạnh. Ta sẽ bắt tất cả những người làm tổn thương ta phải trả giá. Khi đang định quay trở về làng thì bất ngờ lúc này một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Đó là Damien, người mà nàng vẫn luôn mong ngóng. Abilin, ta đã về rồi đây. Ngươi còn dám quay về đây sao, đồ bội bà? Không để cho Damien kịp giải thích, Abilin đã lao vào tấn công chàng. Mặc cho Abilin làm tổn thương, Damien vẫn một mực ôm chặt lấy Abilin. Tại sao ngươi lại không chạy đi? Vì ta yêu nàng. Người nói dối. Nếu như người yêu ta thì tại sao lại không trở về như đúng hẹn chứ? Chưa bao giờ ta thay lòng hết. Ta về muộn vì đi tìm một vật cho nàng đó. Ngày trước khi ta đang trên đường về thì ta đã gặp một vị thần. Người đã kể với ta mọi chuyện và bảo rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm trong tương lai. Để cứu được nàng, ta phải lấy được bông hoa vĩnh cửu ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất thế gian này. Ta đã mất rất nhiều thời gian mới lấy được nó. Ta xin lỗi vì để nàng phải chịu đựng những điều kinh khủng ấy một mình. Từ bây giờ, ta sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho nàng. Nhờ có bông hoa vĩnh cửu mà Abelin đã có thể quay trở lại thành con người. Cả hai người đã quyết định rời khỏi ngôi làng để đi đến một nơi khác sinh sống. Và từ đó, họ đã có một cuộc sống mới bình dị, nhưng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Tại sao giữa trời tuyết mà cô gái kia lại đi tìm ai vậy? Quá ra, người nàng cần tìm chính là đứa con gái bé bỏng của nàng. Nhưng tiếc là chưa kịp đến nơi, hình bóng của tượng chết đã đưa đứa bé đi mất. Vậy làm sao nàng có thể tìm lại đứa con của mình? Hãy cùng qua Fairy Tale tìm hiểu nhé. Ngày xưa, trong một đêm đen rét buốt, ở một ngôi làng quanh năm sương giá, có một người mẹ hiền dịu yêu thương con cái tên là Julia. Nàng đã thức trắng 3 ngày 3 đêm đi khắp nơi cầu xin thầy thuốc chữa bệnh cho con mình. Tuy nhiên, không một thầy thuốc nào dám mở cửa khám bệnh cho con nàng, vì dạo này bão tuyết rất lớn, che phủ cả bầu trời. Nên họ lo sợ tận chết sẽ nhân cơ hội này giả dạng làm thường dân. Để quá phép bắt những linh hồn ốm yếu bệnh tật đưa về địa ngục. Vì vậy, Julia đành ngậm ngùi mang con của mình về nhà. Khi Julia về đến nhà, cũng là lúc trời tối. Nàng đang vừa dỗ dành con ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Muộn rồi mà ai còn gõ cửa nhà mình ư? Chả lẽ là thần chết mọi người thường nhắc tới hay sao chứ? Ông ta định mang con gái mình đi hay sao hả? Không được đâu. Con ơi, xin hỏi có ai ở nhà không? Tôi rét quá. Nhưng đây là giọng của một ông lão mà, không phải là của thần chết. Có điều mình vẫn cần phải cẩn thận quan sát xem đó là ai. Xin lỗi cô, tôi có thể vào nhà cô xin cốc nước ấm được hay không? Trời lạnh quá mà người vô gia cư như tôi không có gì cầm cự qua cơn rét này được. Mong cô làm phước giúp tôi. Tuy Julia cũng chần chừ vì sợ thần chết, nhưng vì bản tính lương thiện và nhìn ông già tội nghiệp nên nàng liền mở cửa cho ông vào. Hả?
Cảm ơn cô thật lòng và tốt bụng giúp tôi. Nhưng mà cô không sợ thần chết sẽ giả dạng dân thường để đến bắt mất người thân của cô sao? Không những thế, cô còn mở cửa đón tiếp một người xa lạ như tôi vào buổi tối như vậy chứ. Dù có sợ thần chết đến mấy thì tôi cũng không thể không giúp đỡ người khác được. Tôi tin rằng khi mình giúp đỡ mọi người, ắt sẽ có người giúp mình khi khó khăn. Và nếu thần chết có đến đây để bắt con gái tôi cũng không sợ và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con của mình. Nói hay lắm. Chưa kịp định hình ý của ông lão là gì, Zula bị ông ta quá phép chìm sâu vào giấc ngủ, rồi hiện nguyên hình là thần chết mang con gái của Julia đi. Khá khen cho suy nghĩ của người mẹ dũng cảm Julia. Để xem nàng có thể làm gì được để cứu con gái bé bỏng đã tận mệnh của mình đây. Đến khi Julia tỉnh dậy, nàng đã không thấy con gái đâu. Liền hiểu ra ông ấy là thần chết nên vội vàng lao ra ngoài tìm con. Tuy nhiên đáp lại tiếng gọi con của Julia: "Con gái ơi!" Vẫn chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Con gái ơi, con gái của mẹ, con ở đâu rồi? Con gái, mẹ thật có lỗi, chỉ vì lơ là mà mẹ đã đánh mất con rồi. Con gái, bây giờ mẹ không còn cơ hội ôm con trong vòng tay, không thể kể chuyện cho con nghe cũng như hát ru cho con hàng đêm nữa. Ngươi vẫn còn cơ hội đó đấy, cô gái bé nhỏ. Ngươi là ai vậy? Tại sao người lại có cách giúp tôi? Ta là nữ thần bóng đêm, một vị thần đã được nghe và rất thích giọng nói trong trẻo của nàng bấy lâu nay. Đặc biệt là khi cô hát ru con gái của mình. Vì vậy, nếu nàng đồng ý đổi giọng hát của nàng cho ta, ta sẽ chỉ đường giúp nàng tìm con gái. Được, được, chỉ cần có thể biết được con gái mình đang ở đâu, tôi sẵn sàng trao đổi mọi thứ mà. Đêm đó, Julia cất tiếng hát của mình lên và trao đổi cho nữ thần bóng đêm. Giữ đúng lời hứa, nữ thần bóng đêm quá phép dẫn đường cho Julia. Hãy đi theo ngọn lửa này, nó sẽ dẫn nàng đến chỗ con gái mình. Cảm ơn nữ thần. Nói rồi, Julia đi theo ngọn lửa, vượt qua gió bão để tìm con gái. Tuy nhiên, dù chỉ cần vượt qua nốt hố băng là Julia có thể đến được nơi ở của thần chết, nhưng mặt hố rất trơn trượt, khiến nàng cố gắng như thế nào cũng không thể vượt qua. Không được, mình phải cố gắng đứng dậy, nhất định phải tìm được con gái. Nhưng làm thế nào để đi qua hồ băng đây chứ? Đương nhiên là có cách vượt qua hồ băng này. Có điều cái giá phải trả cho sự giúp đỡ của ta, thần hồ ở hồ băng này chính là đôi mắt sáng long lanh tuyệt đẹp của con. Đôi mắt sáng này có thể giúp con tìm ra con gái của mình. Con sẵn sàng đánh đổi nó. Không chần chờ suy nghĩ, Julia khóc nức lên vì nhớ con. Từng giọt nước mắt ấm áp của nàng rơi xuống trên mặt băng lạnh lẽo. Nàng khóc đến khi đôi mắt mờ dần thì một ánh sáng lóe lên từ mặt hồ. Ta đã có được món quà từ con, giờ thì hãy đến chỗ của con gái mình đi. Ha! Vừa dứt lời, thần hồ đưa Julia đến nơi ở của thần chết. Tuy nhiên, dù Julia có thể thấy khung cảnh phía trước mờ ảo, nàng vẫn quyết định tiến vào cánh cổng địa ngục của thần chết. Thậm chí, ma lực của địa ngục còn khiến Julia trở nên già nua, yếu ớt, nhưng nàng vẫn không từ bỏ hy vọng tìm con gái của mình. Cuối cùng nàng đã đến nơi rồi, Julia. Thần chết, hãy trả con lại cho tôi đi. Thần chết, tại sao ngài lại làm như vậy với tôi? Tại sao ngài lại quá thành cụ già yếu, lợi dụng lòng tốt của tôi rồi dùng mưu kế cướp đi con của tôi như vậy hả? Tại sao? Vì ta muốn thử thách cái gọi là tình mẫu tử của các người cao cả đến giường nào, có thể vượt qua mọi sóng gió hay không. Nhưng Julia, nàng đã cho ta thấy được trái tim người mẹ tốt đẹp đến thế nào, cũng như sự kiên trường của nàng mạnh mẽ ra sao. Vì vậy, ta sẽ giúp nàng có cơ hội được cứu con gái của mình. Sau đó,
Thần chết quá phép ra hai quả cầu thủy tinh trong suốt. Một quả cầu có hình ảnh con gái của Julia đang cười đùa vui vẻ. Còn quả cầu còn lại hiện lên khung cảnh của một đứa bé buồn bã, yếu ớt dưới trời tuyết. Nàng hãy quan sát kỹ và lựa chọn một trong hai quả cầu này để giúp con nàng sống lại đi. Cảm ơn thần chết. Julia nhẹ nhàng quan sát những hình ảnh bên trong quả cầu. Lúc này, nàng nhận thấy rõ ràng tiếng cười, hơi ấm của con gái mình đang tỏa ra xung quanh. Tuy nhiên, ở bên quả cầu còn lại, nàng cảm nhận được đứa bé tội nghiệp kia dù buồn bã, mệt mỏi, nhưng vẫn tươi cười khi nhìn thấy mẹ của mình. Đó quả là một khung cảnh đẹp của tình mẫu tử, làm Julia trở nên xao xuyến. Thần chết, tôi muốn hỏi, nếu tôi lựa chọn một trong hai quả cầu, thì quả cầu còn lại sẽ bị làm sao? Nếu nàng chọn quả cầu của con nàng sẽ quay trở lại trần gian. Nhưng đứa bé ở quả cầu còn lại sẽ bị ta mang linh hồn đi và ngược lại. Tôi không thể cứu cả hai đứa nhỏ sao? Chúng đều là những đứa trẻ tội nghiệp. Không thể. Nếu như tôi ích kỷ vì con gái mình mà làm hại người vô tội thì thật quá nhẫn tâm. Còn nếu tôi không lựa chọn con gái mình thì tôi chỉ là một người mẹ tồi, không biết bảo vệ cho con mình. Hả? Không được, bằng mọi giá, kể có phải hy sinh mạng sống của mình, tôi vẫn sẽ cứu cả hai đứa trẻ này và giúp cho các con có được cuộc sống yên bình và khỏe mạnh. Tôi nhất định phải làm như vậy thôi. Dứt lời, Julia truyền hơi ấm của mình cho hai quả cầu. Lúc này, cơ thể Julia và hai quả cầu đột nhiên bừng sáng, tỏa ra sức mạnh ấm áp bao quanh họ. Julia mở mắt ra, nàng đã thấy mình ở trong căn nhà của mình. Chuyện này là sao ạ? Làm sao chúng ta có thể trở về đây? Và tại sao mình lại trở lại bình thường rồi? Chẳng phải nàng từng nói nếu giúp người khác thì lòng tốt sẽ được đền đáp hay sao? Qua nhiều thử thách, nàng đã chứng minh được sự tốt bụng và tấm lòng cao cả của mình. Vậy nên, ta đã mang nàng về đây và chỉ lấy 10 năm tuổi thọ của nàng như điều kiện trao đổi để cứu con nàng. Cảm ơn ngài rất nhiều. Không, người cảm ơn phải là ta mới đúng. Cảm ơn nàng đã cho ta thấy được sự tốt đẹp của trái tim con người. Và hãy sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại nha. Sau đó, thần chết chào tạm biệt Julia và con gái rồi biến mất. Và rồi, Julia và con gái sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Wow, fairy tales.